Rồi hello em, xin chào mấy anh mấy bác mấy chú nha. Chúc mấy anh mấy chú ngày mới tốt lành và gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc ha. Thì em có nay em có mới đồ nè, thì em có cây phan bàn. Cây phan này điện có 110 nha mấy anh em. Rồi đợt trước em có cây phan Nhật xuất Mỹ mà em bán rồi, em lấy cây phan này lại điện có 110, giá rẻ hơn nhiều ha, giá rẻ bèo luôn á. Rồi thì với em con thanh lý mới đồ ha, hay sạc Makita với sạc Hitachi này, có hai cây. Cái này cây tỉa cỏ này hình như là còn như mới luôn nha anh em. Để em rút sơ cho anh em xem rồi chút em giới thiệu sau ha. Đây, cái này là chỉ cái lưỡi này, anh thấy anh em thấy trắng trắng không, là hôm qua giờ mình bóp á, mình bóp nó trắng trắng vậy á. Mình thử đề điện á, thử chạy đồ này kia nó ok mới đem ra bán cho anh em ha. Thì với lại có số máy pin nè, số máy pin này em quấn bọc vậy thôi, chứ anh thấy cái nó màu trắng nè, em rửa rồi em sợ dơ nên em quấn bọc lại thôi, chứ nó không phải là hàng đặc biệt đồ đâu ha. Em bán cũng rẻ rồi anh em, em yên tâm vấn đề đó ha. Nhưng mà con cái là em bao với anh em là motor nó không xét nè, cái con này motor nó không xét, nó còn rất là đẹp luôn. Với lại em còn mới motor nè, motor này đợt trước em gói cho mấy anh kia hết trơn rồi mà tự nhiên em mất số điện thoại nó, giờ em không biết điện sao, giờ em sổ ra em sổ em sổ ra em bán lại nha. Em gói người ta hết trơn rồi, bây giờ có anh kia anh ở gì Tiền Giang hay gì đó, anh đặt em 10 cái rồi, ông kia đặt 10 cái em gói rồi 20 cái gói rồi đã rồi ấy, thì thôi em gửi không được. Nói chung là cũng hơn hơn tuần rồi, cho nên em để đó luôn ha. Thì hồi lúc trước em có đăng đó, lúc này em đăng em tiếp chứ em quên nó. Với lại em còn cái này thanh lý ha, cái bô lông Makita nè. Rồi thì không nói vòng vo thì em chưa thẳng vấn đề anh em. Thì em nói trước là cái phần như là mua hàng bên em á, thì anh em chuyển khoản á, thì em sẽ bao ship ha, em sẽ ưu tiên cho anh em chuyển khoản ha. Còn anh em nào ship code á, thì COD á, thì anh em cho anh em xem hàng thoải mái ha, xem hàng xong rồi hàng ok thì nhận hàng, trả tiền, trả luôn tiền ship nha anh em. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cái phan trước ha. Rồi để em để lại gần chút xíu cái phan ha. Cái phan này thì em đùa nó chạy. Cái phan này là của Nhật chuẩn nha anh em, nói chung là nó vậy. Với lại cái này nó hơi tan tan chút xíu nè, nhưng mà chạy cũng vẫn ngon lành nha anh em, tại vì để mà bãi lâu ngày á nó nắp nè. Cái này bằng sắt ha, đợt trước em bán cái kia bằng nhôm, con này giờ nó bằng sắt ha. Với lại này anh em còn coi dấu này nè, mới cáo luôn không đó. Còn cái này nó hơi xét trên nè, để mà bãi cái này không xét mà không có thành vấn đề cho nên em không phải xét quá nha anh em, chỉ hơi lên ten thôi, tại để ngoài mưa nắng nó hơi lên ten thì thôi ha. Để em quay giường này cho anh em xem ha. Thì em cũng gắng giới thiệu nhanh gọn lẹ chi tiết nhất để cho anh em dễ xem, dễ hiểu, dễ mua rồi ha. Đó, nói chung khoa này cũng còn xài ok lắm nha anh em. Đó, này là tại nắng mưa đó, chứ bên trong mà không thành vấn đề hết trơn nha anh em, bên ngoài thôi, tại mưa gió thì bên ngoài nó vậy đó. Anh em nhìn cái cuộn đồng nó nè, cuộn đồng nó còn vàng khè nha anh em, còn vàng nha, thường vàng khè nha anh em. Đó thì đó, cây phan này để em bấm chạy nha, để em để cái điện thoại cố định cái em bấm chạy cho anh em xem cái ha, để quay quay vòng vòng hoài điện thoại anh em không biết nó chạy làm sao. Thấy không, pin gu nha anh em, đó không. Rồi, rồi chạy xong ha, im ngu ha. Rồi giờ em quay mặt trước cho anh em xem đó. Cái phan này quên, cái phan này nó bị mẻ một góc chỗ này nha anh em, cho nên cái phan này em mua về em sẽ bán lại là giá rẻ để cho anh em về sử dụng ha. Đó, tại em muốn bán đồ này, tính nói chung là tại vì cái phan này em mua là lúc em mua em hơi sơ ý đó, cho nên em phải chịu bán không lời để ấy ha. Cái này là cái thất thoát của em ha, thì anh em cũng thông cảm ha. Em mua em về em coi nó bị mẻ góc chỗ này thôi, chứ nó không có thành vấn đề cho anh em xài vẫn bình thường nha, chứ không phải ấy nha. Em bảo đảm cho anh em là xài vẫn bình thường nha. Nó mất có một chút xíu à, chừng có nhiêu đây mà dày, nó chừng cỡ khăn dài, nó chừng cỡ chút gì đây nè anh em, nó mất cái lỗ chỗ này nè, nó như ở đây vậy nè ha, nhưng mà nó có nó dài qua đây xíu, nó quẹo xuống đây nè đó, nó mất lỗ nhỏ thôi. Anh em về kêu thợ hàng cho đá đắp vô cũng hết ha, cũng xài bình thường, mà khỏi đắp cũng xài bình thường ha anh em. Nó nói chung anh em khỏi đắp về xài luôn cũng vẫn được bình thường ha. Rồi thì bây giờ em sẽ lấy con này là 1,7 triệu nha anh em. Đó, con này là 1,7 triệu nha anh em. Nó em bao cho anh em là chạy ngon lành ha. Đó,
Rồi xài điện 110. Điều 7 nha anh em. Đó. Anh em coi sơ cái nữa ha. Thì rồi em sẽ qua cái con khác ha. Em thanh lý mớ đồ nữa rồi em sẽ vô máy pin ha anh em. Rồi, cho qua con đó đi. Thì coi như là cái con đó là cái phan bàn là 1,7 triệu đi ha. Rồi. Mua đợt này em bán đúng ra là em bán 1,8 triệu nhưng mà nó bị bẻ góc đó em bán 1,7 triệu ha. Tại vì giá của nó là giá cố định rồi. Đó. Cây phan em á anh, cây phan của em á là anh em mà ra bãi mua một giá 1,8 triệu cũng chưa chắc được cây phan thứ như vậy. Đó. Em nói thiệt. Anh em ra ngoài bãi mua cũng chưa được cây phan thứ như vậy, tại cây phan này là của ông anh ông ổng dạng như là ổng lựa mấy cái đẹp xíu á, để lại cho em ha. Đó, tại vì chỗ quen biết người mới mang có khác hơn là người mình mua bên ngoài ha. Rồi thì bây giờ thanh lý thêm cái này nữa ha. Thì cái này nè là cái cây này còn chạy ngon lành nè. Đó. Cái này là cây máy mài 780W của Hitachi ha. Giờ anh thử điện luôn, xài điện 110 nha anh em. Nhưng mà cái cây này nè à, em mở lên nó hơi bị hú xíu ha. Đó, nghe khi mà mở lên hú xíu và khi tắt hú chút xíu, nhưng mà trong thời gian nó chạy là vẫn chạy bình thường ha. Đó, nghe không? Anh em nghe rõ không? Giá rất nè. Rồi này để chút xíu lụm gắn lại ha. Rồi. Tua nó rất là lớn nha anh em. Anh em cái này anh em mà xài đồ lớn, đồ nặng cắt hoặc là đánh bóng rồi là vô tư nha anh em. Con này 780W nó rất là mạnh nha anh em. Đúng không? Đó, xài điện 100V. Rồi. Thì con trong này trong cái đống này là chỉ có con này chạy. Rồi tới con này. Con này cộng dây là hình như là 7-8 m á, cộng dây này nè, 7-8 m, em có gắn đuôi vô nè. Cái con này còn rất là đẹp luôn nè, bên trong ngoài rất là đẹp luôn, nhưng mà có cái là nó không chạy. Không phải là nó bị, em bảo đảm với anh em là ruột được không, yên nguyên hết trơn nha, còn đẹp luôn nha. Ruột bên trong là yên nguyên còn đẹp hết luôn. Nó hư cò. Đó. Nó này không phải hư cò nữa anh em, nó hư cái mặt đó anh em. Anh em về kiếm, anh em nào kiếm thợ điện tử anh em câu cùng dây trực tiếp khỏi qua mặt đó. Là anh em cứ xài bình thường ha. Nếu mà trong cái đống này em bán á, mà anh em á, mà cứu sống được con này thôi là anh em đủ vốn ha. Là em nói chung là anh em lời. Cái con này không á là anh em đủ vốn rồi nè. Không? Hai con này không là anh em dư vốn rồi, còn cái đống này là đống lời của anh em á. Nói chung là vậy. Nói chung là hai con này là gần 1 triệu rồi nè anh em. Hai con này chạy bình thường là nói chung là hai con này là 1 triệu rồi đó, chứ không phải gần luôn nữa, là 1 triệu rồi đó. Đó. Còn mấy con này nữa, con này cũng bị hư cò luôn nè. Nó con này cũng hư cò luôn ha. Để em mở sơ cho anh em coi. Cái con này là nó như vậy rồi, con kia nó đẹp hơn. Thấy không? Em tháo cò em giục luôn rồi. Đó. Nó hư cò. À, em có dư 2 con dây nè, em bảo đảm với anh em là mua tua rồi còn nguyên dạng hết nha, không cháy không hư gì hết nha, nhông đồ ấy ha, không bể luôn ha. Nói chung là còn ngon lành, mấy con này rất là đẹp anh em, tại vì em mua kiếm mua đồ đẹp để bán cho anh em mà về nó bị lỗi thì sao giờ. Đó. Thì này bị mất cái đầu này, nó không có cái đầu giật ha. Thì để em kiếm em gắn cho anh em ha, nếu anh em lấy. Rồi, rồi hai con này là hai con sát. Này là mắt nắp thang nè, nó sát thì em không nói nhiều đâu. Thì nói chung là sát mà. Đó, anh em về lấy được gì lấy ha, không có công tắc luôn. Dạ, cũng như là cái này là cái dư dạng như đồ tặng vậy đó. Đó. Con này còn nguyên, đó, còn nguyên. Đó. Con này em quên bên trong cháy hay còn nữa. Anh em con này hình như là có thể còn chạy nè, không cháy. Ôi cái con này kìa, à, con này bị nổ dây động. Nói chung là bị nổ dây động, anh em về quấn là xài cũng được. Thì anh em thay vì anh em mua cây 450 ngàn, anh em về quấn 200 ngàn, anh em xài được cây cây máy mài ha. Rồi cái này cây của Tàu, như anh tặng em để chặt nhà quá Tết mà nè. Đó, giờ anh thanh lý mới này luôn ha. Rồi số này là 700 ha, nãy giờ em cũng nói chi tiết cho anh em biết rồi. Nó thì tổng cộng là nó được 6 con ha, thì coi như 1 con 100 đi, thì 6 con 700 đó. Tại con này tính con này 150 đi, con kia 100 ha. Rồi, thanh lý mà. Nhưng mà anh em á, cái con máy mài thì em nói anh em, máy mài anh em về xài được bình thường nha. Máy mài anh em về xài được bình thường, khỏe đàng hoàng ha. Cái con này anh em về câu dây lại ha. Em có con dây này 7-8 m nè. Đó. Rồi. Thấy không? Rồi cái đống đó là em bán 700 ha. Rồi giờ em qua tới motor đi.
Em giới thiệu đồ thanh lý trước rồi em mới giới thiệu với anh em mà những món sau ha. Cái cây hồi nãy đó em khoe cho anh em đó, nó có cao su đồ đầy đủ nha anh em. À, cao su nó là nãy giờ em tháo được, em tháo ra được cho anh em xem á. Cái còn máy cái con máy này nè, nó có đầy đủ hết á, nói chung là nó nguyên dạng. Thì có cái là nó không có con dây thôi. Này con máy bên đây đẹp hơn có con dây ha. Con này đẹp hơn có con dây ha. Rồi. Rồi giờ tới motor nha anh em. Rồi, motor này thì là 14V4 14.000 vòng phút ha anh em. Đây, con này như mới nha, cốt dài nha anh em, cốt 3 ly. Đó. Thì con này em cũng bán hết mới rồi. Giờ cò tại vì nói chung là đúng ra là em hết rồi, em không giới thiệu nữa đâu, nhưng mà tại vì em quên số điện thoại của mấy anh mà em gửi á. Thì thôi thành ra em đổ qua lại em bán tiếp ha. Đó. Thì con này á, là than còn nguyên, motor chưa có dấu mối hàng gì hết trơn ha anh em. Đó, motor chưa có dấu mối hàng gì hết trơn ha. Có những cái nào mà nạt nạt đó là do em test cho anh em, đừng em giao thôi ha. Đó, cái con nào mà nạt nạt em đen đó là em lấy điện chăm đừng cho nó chạy, thử chạy ok mới gửi cho anh em đó. Thì nó hơi ấy vậy thôi chứ thật sự là con này nó không có bị, không có gì hết luôn nha anh em, nó như mới vậy đó nè. Đó. Này là tại để ngoài bãi nó hơi xót xét chút xíu ha. Đó. Nhưng mà có lâu lâu có một con vậy thôi ha, chứ anh em chứ không phải con nào cũng vậy đâu ha. Giờ em lụm ha. Đó vậy nè, đó. Anh em về chế quạt gió là vô tư nha, tua nó rất là lớn nha. Để em thử tua điện của nó cho anh em xem luôn rồi. Đó, thử cho anh em xem luôn rồi ấy ha. Thì mỗi một con vậy đó là nó 25.000. Anh em mua 10 con mà nếu mà anh em chuyển khoản em sẽ tặng con rồi em bao luôn tiền ship ha. Tua nó rất là lớn nha anh em. Tua nó lớn mà nó mạnh nữa chứ không phải tua nó lớn mà nó yếu đâu. Đó. Rồi, giờ mình qua motor ha. Rồi motor này mỗi một cái 25.000, anh em mua 10 con em sẽ tặng một con ha. Em cũng còn không có nhiều con đâu nè. Coi coi. Còn chừng có hai mấy con nè anh em. Đó. 20 con, hai mấy con vậy. À, nếu mà anh em mua hết thì em sẽ ưu đãi hơn chút xíu nữa ha. Rồi vậy đi, tại vì mình gói hàng thì trong thời gian này kia của nội cũng thời gian cũng mất vô trong đó, thôi em giảm cho anh em để khuyến khích anh em mua hết giúp em ha. Em còn có mới vậy thôi. Rồi bây giờ em tới cây bô long. Cây bô long này là em đã đóng pin mới ha, em pin em bảo hành cho anh em 1 tháng pin bà xèo pin ly ôm ha. Thì cái con này á, là cái pin nó là dung lượng 2 chấm ha, 2A đó, xả 20A ha. Nói chung là xài con lành. Cái con này anh xài vô tư nha anh em. Tại vì cái con này là hôm bữa em vô mỡ bò, em vô cái chai mỡ bò kia em hết rồi, cho nên em vô mỡ bò chỉ cho nên nó hơi ấy chút ha. Con này là máy pin sạc em bán lại là 500 ha anh em. Đó. Máy pin sạc 500 nha anh em. Để em kiếm đồ em dán cái. Nãy giờ quên tiêu. Anh em đợi em xíu ha. Rồi con này là máy pin sạc 500 ha, con số 1 ha anh em. Số 1. Trọn bộ nói chung là anh em đem về xài thôi, anh em về mở motor, mở xe vô này kia nọ đó. Đó em bán giá vốn để thanh lý cho anh em về dễ sử dụng ha. Pin em bảo hành cho anh em 1 tháng ha. Rồi. Thì bây giờ cái nào em ấy gọi em để bên, bên ha. Rồi lùa qua bên cho nó chống chống ha. Đây con số 1 con Molong của Makita 12V ha. Cái này là bản chất nó là ở 9.6 nha anh em, nhưng mà em lên lại 12V bắn rất khỏe nha. Đây là đảo chiều nó nè. Không đảo lại nè. Không rồi em cho qua số 1 nha anh em. Rồi bây giờ tiếp tục nha anh em. Đây là con số 1 là 500 ha anh em. Còn mấy cái ta máy pin sạc nữa ha. Thì pin nó là sạc, nó là sạc adapter ha anh em. Chọn bộ vô đó là em đem mua, anh em mua đem gì xài không cần làm thiết gì làm gì hết ha. Thì bên em sẽ bảo hành cho anh em 1 tháng đó, anh em xài ha. Khi mà anh em mua pin em bảo hành cho anh em sẽ có tem dán bảo hành ha. Đó, thì em cứ ghi ngày ghi tháng chổng đàng hoàng. Đó. Thì em bảo hành cho anh em á, thì em nói thẳng luôn là em bảo hành bằng cái sự uy tín chứ không phải bằng cái miệng nha anh em. Em có để địa chỉ số điện thoại em ở dưới cái phần mô tả, anh em xuống phần mô tả anh em coi sẽ gặp ha.
thì em có để địa chỉ rõ ràng rồi đàng hoàng ha. Đó, thì em bảo hành cho anh em 1 tháng, hư anh em cứ đem lại đây, em chịu tiền ship hết. Nói chung là vậy. Rồi bây giờ qua con số 1 ha, giờ tới con số 2 đi. Rồi con số 2 là con của Ravi nha anh em. Đây, con này là nó còn hình như là rất là đẹp luôn đó nha anh em. Đó, nhưng mà cái con này đó là lúc em đi ra ngoài em lụm á, là em nhảy vô cái đống sắt đó em lụm ra rồi. Nhưng mà em kiếm không có cái quai nữa nha anh em, nó bị sút cái quai rồi. Có cái quai vòng này để mình cầm vậy nè, để mình cầm trên đây mình đẩy á. Đó, giờ anh em về chế vòng bằng nhôm lại ha. Nè, chỉ có chế vòng đó cho anh cái nha. Đó. Thì con này là nói chung là nó đẹp như mới nha anh em. Nó có cái bao nó luôn nè. Này nhờ sợ cái bao này ra ha. Rồi. Em ghim điện nha. Thì em không có pin 12, em hết pin 12 anh em. Em sẽ ghim pin 14 ha, pin của Makita. Cái này là nó cũng không đủ 14V đâu nha anh em. Đó. Nó cũng không đủ 14V đâu, nhưng mà tại vì em nói là nó pin 14 vậy thôi chứ thật sự nó không đủ 14V. Rồi ha, em ghim điện nha ha. Này là pin Makita ha. Rồi. Con này là hơi dài nha anh em. Con này anh em tỉa bonsai là khỏi nói luôn nha anh em. Anh em tỉa mà loại mà tỉa cảnh mà tỉa hình tròn, hình này kia nọ để tạo con này con kia là tỉa con đó là vô tư nha anh em. Tỉa rất là đã nha. Thì bây giờ em sẽ đo cái lưỡi nó là dài bao nhiêu để em biết, cho anh em biết luôn ha. Thì cái lưỡi của nó là từ đầu này ha. Nó dài quá anh em, màn hình kéo không hết. Rồi 4:7 nha anh em. Đó. Nếu mà tính tới cái lưỡi không là nó 4:3 ha. Mình tính tới cái lưỡi này không là 4:3 ha, nhưng mà nó dài vô là từ ngoài này nè, nó dài vô tới trong này thêm khoảng cỡ 2 tấc đó nha anh em. Nó dài tới trong này là nếu anh em tháo cái lưỡi này ra là nó dài phân cỡ 6 tấc á. Cái lưỡi này, cái máy này hơi dài, máy này hơi lớn ha. Công suất nó cũng hơi cao ha. Thì à, con này là chuẩn Nhật luôn nha anh em. Khi mà anh em nhìn con Ray B này nè, anh em nhìn cái chữ này mà màu đen á là ảnh là China xuất Nhật nha. Còn anh em nhìn chữ Raybi màu đỏ mà chữ Nhật bên đây nó màu đỏ luôn, là chuẩn Nhật luôn nha anh em. Đó. Rồi. Thì con này thì nó cũng có gì giới thiệu nhiều chứ là lưỡi nó dài với lại nó còn mới thôi ha. Nó còn mới cũng cỡ 95% đổ lên nha anh em. Đó. Thì con này em chưa vệ sinh nha. Thì anh em mua về anh em vệ sinh lại giúp em ha. Thì con này anh em nghĩ thì anh em không có chẳng cần vệ sinh gì đâu. Anh em chỉ cần tháo ra xịt những cái nước mà để ngoài bãi thôi ha. Nhiều khi có nước vô này kia nọ đó thì anh em sợ gì đó. Thì anh em cứ xịt ha, còn anh em để xài luôn cũng được. Tại vì con này nó, em thấy có mấy lỗ thông hơi nè, thì sợ mưa gió này kia nọ nước nó vô thôi, chứ con này còn rất là đẹp nha. Mà nước nó vô rồi nó cũng không vô được cái motor nha anh em. Tại vì cái motor nó nằm trên không, thì mà cái vỏ xung quanh á thì nước nó vô nó sẽ rớt xuống dưới, chứ nó không có nằm trong motor được. Đó. Rồi, thì con này là con số 2 ha anh em. Con số 2 em bán 550 ha. Con này còn rất là đẹp nha anh em. Cái này cũng mình ra ngoài mình cũng số 2 mình cũng giành giật dữ lắm mình mới được mấy con này, chứ không thôi cũng khó kiếm mấy con này ha nè. Đó. Thì thân máy vỏ pin nha nè, anh em có đóng pin thì em sẽ bảo hành cho anh em là pin 3 tháng máy 1 tháng luôn nha. Em khuyến khích anh em là nó vậy, tại vì nếu mà anh em đóng pin thì em sẽ bảo hành pin anh em 3 tháng. Khi mà anh em đóng pin mà mua máy em mà đóng pin luôn, em sẽ bảo hành thêm cái máy là 1 tháng nữa ha, cái máy này đó, cho anh em về xài thoải mái ha. Đó, cho anh em yên tâm để anh em sử dụng ha. Rồi giờ em qua số 2 ha. Số 2 mấy tẻ rồi. Giờ tới con số 3. Con số 3 này anh em không biết là anh em sao, nhưng mà bây giờ em sẽ chỉnh giá lại nhẹ ha. Chỉnh giá lại cho ấy ha, tại vì gần Tết anh em phải cần kiếm tiền để tiền Tết nữa nè. Cho nên em sẽ thanh lý những cái gì mà mình bán được ha, thì em sẽ thanh lý hết để mà lấy tiền ăn Tết anh em ơi. Ai cũng vậy thôi anh em, chứ không phải riêng mình em đâu. Có đại số mấy anh em đại gia mình không có nói tới ha. Rồi bây giờ thì con này là con số 3 đi ha. Em ghi giá trước luôn ha. Rồi con số 3 là 650. Con số 3 này em bao anh em là full hết ha. Máy chạy ngon lành ha. Máy này em chưa vệ sinh nhưng máy còn rất đẹp cho nên em không vệ sinh ha. Máy chung là thì nó còn cái cây để mở luôn ha. Cây còn dính để mở luôn ha. 650. Đó. Thì 650 này em sẽ bao luôn anh em là tiền ship ha. Đó. Con này còn nguyên dạng hết nha anh em, còn rất là đẹp luôn nha. Nó con này là mấy cưa 24V của Nati ha, chuẩn Nhật nha anh em. Đó. Thì con này á, thì em để em ghim điện 14V thử nha. Rồi bây giờ em sẽ lấy cái cục pin này ra, rồi em sẽ test pin 14V cho anh em xem ha. Nãy giờ
Bây giờ khách điện lại em lo nói chuyện khách không được ấy anh em ha. Thì cái vỏ này cũng còn rất là đẹp nha anh em còn coi tem luôn nè, đó thấy không. Cái máy này anh em mua về là xứng đáng đồng tiền luôn, em nói thiệt với anh em á, phải nói rồi, mua là xứng đáng đồng tiền luôn á đó. Thì cái vỏ này, cái máy này thì em sẽ cho cái dĩa cắt luôn ha anh em, để em lấy dĩa cắt cho anh em xem ha. Dĩa này của nó ha, không mẻ căn nào nha anh em, dĩa này của nó là không mẻ căn nào nha. Có cái là nó hơi bị sét chút xíu vậy thôi, để mà bãi mà ngày đồ bãi anh em đi gặp con nào nó cũng phải có vấn đề chút xíu hết trơn á, nó phải ấy giấy chút xíu hết trơn ha. Đó thì chuyện đó mình chấp nhận rồi. Rồi một cái dĩa, cái dĩa này là 1x65 nha anh em, 1x65. Thì con này em sẽ thắng gắn pin vô ha. Đó, chạy im gu luôn nha anh em, chạy hơi bị im luôn á. 650.000 em bao ship rồi em bán hết giá nha anh em. Anh em một thứ nhất là anh em đừng trả giá, còn hai anh em không mua thì em để lại em xài luôn, em nói thiệt luôn. Tại vì này em bán hết giá vốn của em rồi đó, vốn của em là em lỗ luôn cái tiền ship đó nè, thật sự luôn là em lỗ luôn cái tiền ship. Tại vì em bao ship khuyến khích cho anh em mua, vừa bán xe bán vốn mà lại bao ship nữa là em lỗ luôn cái tiền ship của em đó. Tại vì lúc này thôi chứ lúc nếu mà ngoài Tết là em không bán. Thật sự con này em rất thích con này, tại vì thứ nhất là nó khỏe không, thứ hai là nó còn rất là đẹp. Nó không phải nó đẹp như mới nhưng mà nó rất là đẹp. Cái lần này lần ấy anh em chứ không phải nứt bẻ gì đâu nha. Cái nói lại nó có thêm cái khớp ở đây nè. Anh em đừng nhìn thấy cái lần này nó ờ này bán đồ bể đồ hư không có ha anh em. Của nó là cái nó sàn nhà sản xuất nó chế ra vậy ha. Đó. Bây giờ quay khác nè. Đó. Thì con này á là nó bị vuột cái chỗ này nè. Nó em nó gia cố lại rồi ha. Đó. Em gia cố lại rồi, có thể gia cố lại nó sẽ chắc hơn là cái còn mới luôn á nè. Nó thiệt gia cố bằng ốc vít á, bắn ốc vít vô cái dòng này nè đó. Tại vì cái này kéo lên thì kéo xuống lại nè đó. 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 Rồi em qua số 3 ha anh em, số 3 650.000 chạy ngon lành ha anh em đó. Anh em đóng pin em bao anh em mấy một tháng, pin 3 tháng rồi vậy thôi ha, pin 24V. Rồi em qua số 3 ha. Rồi giới thiệu mấy con mà nãy giờ nói quá trời rồi, giờ tới con mấy pin ha. Thì đây em còn cái con này nữa này, em quên mua chai keo rồi, em tính mua chai keo về ấy anh em, hôm qua giờ em bóp muốn hết pin luôn rồi. Thì cái con này á là hồi trước em bán là nó không có cái nắp này ha, bây giờ em mới chế cái nắp này vô ha. Nó em để 4 viên pin của loại mà pin đồng hồ á anh em ha. Con này là 6V đó. Còn anh em nếu cần bắn nhanh thì em sẽ đóng pin cho anh em lên là 8V4 cho anh em bắn thoải mái luôn, nó hơi bị nhanh, không biết anh em kéo kịp không chứ hơi bị nhanh. Còn con này á, khi mà lúc nó bình thường thì nó vậy thôi, anh em bắn bình thường nó sẽ chạy chậm như thôi. Đúng không, mà em khuyên anh em là anh em nên đóng pin lên 8V4 là tại vì sao? Tại vì cái pin của em á, là dung lượng nó cao, với lại mình đôn quên lên nó sẽ nhanh hơn, mình xài á, hai cục pin nó để mình xài hơn buổi nó. Thì anh em làm buổi anh em nghỉ trưa về anh em sạc anh em xài tiếp ha. Mà anh em ai mà bắn tới buổi, còn nếu mà anh em mà bắn tối ngày buổi chắc em cũng không biết nói sao, nhưng mà anh em mà xài lúc bấm lúc bắn lúc hồng lúc bắn rồi, hoặc là 1-20 cánh cửa hay là 1-50 cái tủ gì đó là rồi đó, thì anh em xài 1-2 cục pin của em đóng là anh em xài được ha. Rồi thì nói vậy thôi. Thì con này đó là con số 4 ha. Con số 4 thì anh em cứ đóng pin thì cứ liên hệ với em sẽ đóng pin thì em bảo hành cho anh em luôn ha. Thì em đóng pin lúc nào em cũng bảo hành cho anh em để cho anh em an tâm sử dụng ha. Rồi con số 4 là 400 luôn. 400. Em có thay cái nắp này vô, em có để thêm 4 pin luôn ha. Anh em về chỉ được việc xài thôi ha. Nhưng mà cái pin đồng hồ á là em nghĩ là nó không có bằng cái pin của em đóng đâu. Tại vì pin em đóng dung lượng nó cao, dung lượng nó lớn lắm, nó 2500. Cục pin đồng hồ này dung lượng nó em nghĩ không có nhiều chứ. Thì anh em xài được 1-2 tiếng thôi pin đồng hồ. Còn nếu mà anh em pin bên em á, thì em đóng thì xài, anh em có thể xài được buổi ha. Còn nếu mà anh em bắn lúc hồng thì anh em có thể xài được ngày, anh em vô tư mà xài ha. Thì cái này á, là súng bắn keo nha anh em. Cái này mình có thể mở ra đút cho keo vô nè. Đó thấy không, đút cho keo vô đây. Rồi sau mình dặn lại, mình nhét vô cái rãnh của nó ha. Đó, dặn lại ha. Rồi ở đây nó có cây để giờ mình móc keo nè. Đó thấy không, nó hết giá nha anh em.
bữa nay là em bán hết giá luôn đó nha anh em, bán vốn hết trơn luôn rồi đó. Đó rồi 400 ha. Rồi em cho qua cây cây bán keo silicon ha, rồi tới số máy pin ha. Thì em còn đâu cái em còn được cái này còn mấy cái máy pin ta, 2 4 6 7 con ha. Thì em giới thiệu con này trước, con này là như hàng Đài Loan nha anh em, chứ không phải là nó xuất Nhật xuất Mỹ, chứ em cảm giác là nó như hàng Đài Loan. Thì em bán rẻ rẻ cho anh em về anh em xài ha. Thì dạ thì anh em có nhu cầu cái liên hệ cho em ha. Thì em có để số điện thoại để dưới trên video nha anh em, thì anh em có cần thì anh em cứ liên hệ cho em bằng cái số điện thoại đó ha. Máy em chạy full chức năng ha. Rồi dạ. Nóng. Tạo chiều. Chặn dao ha. Rồi. Rồi, máy cậy ngon lành ha. Anh em chỉ việc về đóng pin là xài thôi ha. Còn anh em nếu mà anh em mua đóng pin bên em sẽ bảo hành cho anh em 3 tháng ha. Vì vỏ pin này vỏ pin lùng nha anh em. Đó. Anh em xài ít thì xài vỏ pin lùng thôi, cần chi xài nhiều, cái người xài công trình thì ta xài loại vỏ pin cao, còn mình xài ít mình xài vỏ pin lùng ha. Thì con này cũng không có giới thiệu nhiều, đầu đi đầu cũng còn ok nha anh em, hơi nhích nhẹ thôi ha, tại cục khoan là nó phải vậy thôi chứ không phải là nó bị gơ, tại cục khoan lúc nó phải nhích nhẹ vậy hết trơn nè anh em, chứ anh em thường mua cái khoan nào cũng vậy chứ em nói là như vậy đó. Thì anh em về thử anh em đi mua cái khoan nào cũng phải vậy thôi. Rồi con này là con số nãy con số 4 rồi tới con số 5 ha. Con số 5 em bán 300 ha. Rồi 300 con số 5 ha. Rồi cho qua số 5 nha anh em. Giới thiệu nãy giờ có mấy con mà sao em thở không nổi luôn rồi. Rồi bây giờ tới con này. Con này là con Hitachi. Hitachi. Tại vì thì bây giờ em sẽ test lại cho anh em xem ha. Nếu anh em đóng pin em sẽ bảo hành máy với máy là 1 tháng, pin 3 tháng ha. Rồi. Máy em là full chức năng nha anh em. Đó. Để anh em an tâm thì để anh em an tâm đóng pin bên em, mua máy bên em sẽ bảo hành máy. Khi hồi đó giờ chưa có ai bảo hành máy cho anh em đâu. Ngoài bãi không có ai bảo hành máy cho anh em đâu ha. Thì con nào em nói bảo hành em bảo hành ha. Mà nhất cây phan là em không có bảo hành nè, tại vì cây phan của anh em á là anh em đem về anh em phan, khi mà anh em không biết anh em đem về nó dính, anh em cứ ngồi anh em bấm hoài cái gì chịu nổi nè đó. Còn con này em cho anh em bấm thoải mái ha, nó thì em sẽ bảo hành cho anh em 1 tháng luôn. À, em bấm cái đầu nó bị giấy, nó vụt cái chỗ cái đuôi nè, nó vụt nữa đó. Tại cái này không phải đuôi của nó cho nên nó hay vụt ha, mình bấm nó nhảy này là nó sẽ lệch cái sắt sẽ vụt ha. Nó ha, vụt nữa ha. Ha. Máy này hơi bị ngon nha, đầu không gơ vậy trơn nha anh em. Rồi. Rồi con này có đầu có nhích nhẹ nha anh em chứ không phải là nó gơ là như là gơ mình đã xài ha. Rồi con đó là thân máy gió pin nha nè, thân máy gió pin bán 350 ha, thân máy gió pin 350 quá rẻ rồi, muốn gì nữa. Con này người ta bán 400 420 không, em bán 350 thì thôi chứ muốn sao nữa. Bây giờ tới con số 6 ha. Con số 6 350 nha, em bán nhanh gọn lẹ đừng em kiếm tiền tết anh em ơi. Anh em thương em mua ủng hộ giúp em nha. À, anh em nào thương em cho em xin một like, một lượt đăng ký nha anh em. Anh em nào thương em hơn nữa cho em xin một lượt chia sẻ qua trang Facebook hoặc là gì đó, em cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha. Thì anh em thì cũng có rất là nhiều anh em thương em ha. Thì nói chung thì đợi em giao đi là ta lấy hết, không có bị ấy gì hết trơn ha anh em, nói chung là vậy. Thì con này là con giảm ghi giá trước luôn ha, con Makita đầu phía ha. Con này là 12V pin trượt ha anh em. Cục pin này là nó hơi bị xấu nha, cục pin hơi bị xấu đó. Pin hơi xấu thì em hạ giá xuống chút xíu để mà cho anh em nhảy ha. Đó. Pin bị xấu chứ xài bình thường nha anh em, chứ không phải mà bị xấu mà xài không được nha, bị xấu mà xài bình thường ha. Giờ con số 7 ha. Con số 7 này là
con này cái đầu này nữa là không phải là em đánh bóng mà là em nó bị dính keo, cho nên em cạo không ra, cho nên em sẽ đánh chỗ nào dính keo nha anh em. Thì anh em coi coi nó sơn còn nữa không, nó sơn nó còn nè, em chỉ đánh chỗ nào nó dính keo thôi chứ không phải em đánh bóng quá để mà bán cho anh em này kia nọ, cho anh em thấy mới anh em mua được không ha. Đó, em chỉ đánh là chỗ keo thôi. Thì con này á là 550 nha anh em, 550k. Con này thì bao khỏe cho anh em đi cày luôn á, em nói thiệt, con này em bao cho anh em đi cày luôn. Con này cái đầu nó hơi gơ nha anh em, đó, đầu nó hơi gơ, em lắc cho anh em xem đó ha. Thì anh em cái đầu nó hơi gơ nó quá đơn giản, chủ yếu là mấy ngon lành thôi. Cái đầu thì gơ mình đóng lại thôi, tại cái búa nó khó dữ quá nè, cái máy nó mạnh quá, thành ra cái đầu nó không chịu không nổi. Rồi giờ em sẽ kẹp lên test máy cho anh em xem ha. Thì con này là full chức năng. Không. Cái tua trở về nó hơi nhỏ, hơi nhẹ hơn cái tua đi tới ha, tua đi tới nó chạy dữ hơn ha. Nó tua về đó, tua tới nè. Tua này là tua tới nha anh em. Trời nó khó dữ lắm anh em ơi. Cái con này Makita huyền thoại của dòng Makita luôn á. Con này nè. Rồi. Con này là thân máy giáo pin 550 nha anh em, con số 7 ha. Này cái đầu nó hơi gơ nhẹ đó, vậy thôi. Máy full chức năng ha, đèn bọng đầy đủ. Không bể mẻ xúc gì hết ha. Với lại em có đó rồi, hôm qua em tháo em vệ sinh em quên gắn lại vô ha. Thì anh em khi nào anh em đặt em sẽ buộc vô đây ha. Tại vì nếu mà mình để mình gói hàng vô nó sẽ lòi ra, thì em sẽ tháo ra vậy rồi em sẽ buộc vô đây ha, để cho anh em về anh em chỉ cần đút vô hai cái kẽ nó thôi là được ha. Đó, hai cái kẽ này anh em đút sâu vô là được ha. Rồi, nó là vậy thôi. Thì cái này là của nó nè. Đó. Rồi con này 550 con số 7 anh em qua số 7 ha. Rồi giờ tới con số 8 thì con này của Raybi. Thì con này cho anh em coi sơ ngoại hình cái ha. Em bảo đảm anh em mua tôi không xét luôn nha. Đây. Tại vì em nói là do là em quay không thể thấy được ha. Đó, cho nên em mới nói cho anh em ha. Khi nào anh em mua về mà không đúng như là em nói thì anh em cứ điện lên anh em nói về anh em nói ha. Còn thì em nói trước cho anh em nghe vậy là tại vì em đã tháo ra vệ sinh sạch sẽ hết rồi, cho nên em biết em mới dám nói chứ không phải mà nói khơi khơi để cho anh em mua ha. Rồi bây giờ là con số 8 ha. Bữa nay nói hơi nhiều nha anh em thông cảm nha. Này con số 8. Bữa nay vui trong mình nói hơi nhiều. Rồi con số 8 400k ha. Khi mà anh em đóng pin bên em sẽ bảo hành cho anh em một tháng, cái máy một tháng ha, pin 3 tháng đó vậy thôi. Thì em khuyến khích để anh em đóng pin bên em mua máy bên em an toàn nhất ha. Rồi. Thì em nói lại lần nữa là em bảo hành cho anh em là bảo hành bằng cái uy tín chứ không phải bảo hành bằng cái miệng ha nha. Anh em có vấn đề gì anh em cứ điện cho em ha. Đó. Máy em nói ví dụ cái máy này có vấn đề hay là em bảo hành cho anh em rồi máy có vấn đề gì anh em cứ điện cho em. Cứ điện thẳng cho em, không anh em không cần ngần ngại hết ha. Còn anh em muốn biết địa chỉ số điện thoại em dưới phần mô tả em có nha. Rồi. Thì cái này là thân máy vỏ pin. Để em test máy nãy giờ em quên test máy mình ghi giá rồi. Thì em sẽ không có pin 12, em sẽ test bằng pin 14 nha. Mà pin 14 này là nó không có đủ volt nè, nãy giờ em nói nãy giờ ha. Đó. Đó. Rồi để em quay chỗ nào góc nào là sáng nhất để cho anh em thiệt tình, em cũng cố gắng để em mua cái điện thoại cho quay cho nó thiệt là đẹp để cho anh em xem ha. Nhưng mà không có khả năng anh em ơi. Thì ở đây nó có hai ta hai tua ha. Đây. Đây là cái tua cản cò nha nè, tất nhiên là cản cò là cò nó không tới được cái mức độ mà nó hết mát cho nó nha. Nó cản cò lại thì nó tua sẽ chậm lại hơn xíu ha. Đó. Đó. Thì cái này là mình kéo lại. Chanh, thấy không? Tất nhiên là mình bóp hết cò thì tất nhiên là nó sẽ dỗ dữ hơn à. Anh em mua mấy con này đem về mà xài có làm anh em chửi thiệt luôn. Rồi. Bao ngon cho anh em luôn. Rồi con này nè. Rồi con này là 400 ha anh em, con số 8 ha. Đó. Cho anh em coi cái hình nè. Bên trong còn rất là đẹp luôn anh em. Em nói thiệt luôn, bên trong motor còn sáng giới luôn. Đây nè, em quay cho nói bằng miệng gì. Quay sơ cho anh em xem luôn nè. Tại vì em đó. Đó. Motor còn trắng luôn ha anh em. Đó, rồi. Số 8 nha, con số 8 là 400 ha anh em. Rồi em cho qua số 8 ha. Rồi tới con
Tại vì lúc này em cũng lựa mấy con ngon ngon về em bán cho anh em cho dễ ha. Tại vì thứ nhất á, là dễ bán, thứ hai nữa là mình bán nó có uy tín hơn đó. Rồi con này tại quấn bọc có khí thế vậy thôi anh em, tại sợ nó dơ, nó màu trắng á thì bán buôn mà mình phải ngoại hình cho nó khá khá chút xíu ha. Em đã vệ sinh rồi, rửa gáy rồi đầy đủ rồi hết trơn ha anh em. Đó thì con này á là 12V ha, con này là của ship nè, có hãng ship gì nè đó. Thì để em thử cho anh em xem cái ha, nhiều tóc em quấn cái bọc lại ha. Em để cái tay em làm gì thôi chứ tại cái mặt trắng em lười rửa nè đó. Đầu không gơ nha, cái con này cũng đầu không gơ nha, cái motor còn mới làm gì đầu gơ nổi. Tại cái con Makita cái nó dỗ quá trời dỗ, giờ nó còn mới nó cũng gơ à, tại nó dỗ quá ai chịu nổi nó. Đúng không? Rồi đảo chiều thì em sẽ đúc cái cây này vô em test cho anh em xem ha. Không dột nữa, giống như con kia, nó giống như con Hitachi nãy, nó hay bị dột này nè nè, nó tại vì nó không có đế gài ha. Rồi em bảo đảm với anh em là con motor này không xét luôn nha anh em, con motor của nó. Rồi con này là con số 9 ha, thì con này là con số 9 của ship full chức năng ha nè. Anh em nhìn cọng dây nó anh em biết nó mới à, thiệt luôn, cọng dây nó anh em mua về anh em nhìn cọng dây nó anh em biết nó mới à, khỏi cần nghĩ nhiều. Thì con này em sẽ bán 400 ha anh em, bằng con kia ha, bằng con Raybi ha. Tại vì con này nó mới hơn Raybi nhiều lắm, cái vỏ nó motor nó cũng mới hơn nữa. Rồi con số 9 400, rồi hãng ship ha, đầu không gơ ha, tem nó ha. Đó rồi trên này nó hơi ấy chút xíu ha, nó bị oxy quá. Rồi rồi cho quan số 9 nha anh em. Để tới con này, ủa ấy lộn rồi. Rồi con này bán 350 nha anh em, tụt xuống anh em 50.000 luôn, tại vì em có định giá sẵn rồi, tại vì em con nào em mua hơi rẻ thì em sẽ bán anh em hơi rẻ để cho anh em về dễ sử dụng ha. Thì tự nhiên em tụt giá tất nhiên là mất tiền em rồi đó, đúng không? Nhưng mà em vẫn tụt giá để cho hỗ trợ hoặc là cái gì đó cho anh em ấy được đồng nào đỡ đồng đó vậy thôi. Tại vì em mua rẻ thì em bán cho anh em hơi rẻ, thứ nhất là em bán nhanh đúng không, thứ hai là được anh em tin tưởng yêu mến hơn vậy thôi. Rồi con này là 350.000 anh em, qua số 9 khui chức năng không thiếu gì hết ha. Thì nhưng con này là 400 ha anh em, đó con này là 400, đời nó cao hơn tại vì em bán lời ít nhưng lại nhờ số lượng anh em, nhờ số lượng nhiều. Với lại anh em yêu mến, anh em nào thương cho em xin một lượt đăng ký nha, anh em nào mới vô kênh này cho em xin một lượt đăng ký nha anh em. Thì con này là mới hơn con kia luôn, con này không phải là giới thiệu sao sao mà nó mới, là sợ nó mới hơn ha, đời nó cao hơn mà nó mới hơn luôn ha. Thì em quấn bọc vậy là tại vì cũng nó màu trắng ha, anh em nhìn cái máy nè, trời máy đẹp gì đâu. Máy này á là cái máy trong thùng xách ga nha anh em, em nói thiệt luôn là cái máy trong thùng xách ga, bỏ cái thùng lấy cái máy bán khai máy không. Bây giờ thì em sẽ test máy cho anh em xem ha. Tại màu trắng thì em tay em hơi dơ cho nên em cũng thứ nhất là lười rửa nè đó, thì lười rửa cho nên ấy ha, để khi nào mà em gói hàng cho anh em cái em lười rửa cái đầu này kia nọ, nó đen nó dơ nó cong, anh em thấy nó dơ nó đen ha. Rồi full chức năng nha, con này đời cao hơn con kia, con này cũng ship luôn mà chức năng đời cao hơn ha, bắn dữ hơn nha anh em. Rồi thì con này em chỉ test sơ cho anh em tại máy còn quá đẹp cho nên em không cần test nhiều ha. Máy đẹp thì cái máy có chức năng nhiều thì nó còn nhiều thôi, nó không có mất gì hết ha, khi nào nó mất em sẽ nói ha. Đầu không gơ nha anh em. Thì con này là con này là 400 ha. Rồi con này là 400 đúng rồi, 400. Thì em sẽ ghi lại cái số là sao nha anh em, là con số 10 nha anh em. Đây con số 10, tại em ghi sao rồi ha, tại em ghi số 400 trước cho nên em ghi lại số 10 sao ha. Anh em nhớ đọc số hoặc là nói tên máy rồi này kia nọ là em biết ha.
Rồi, cho qua con này con 2 số 10. Giờ tới con này. Thì con này em cũng quấn bọc luôn. Đó. Ghê không? Thì nó cũng không phải ấy gì, nhưng mà em quấn bọc để nhìn cho nó hì hộm vậy thôi, chứ không phải mà nó ken xe ben nha anh em. Đây, nhưng mà nó cũng còn rất là đẹp nha, chứ không phải mà ấy nha. Con này là nó còn rất là đẹp anh em, nhìn cao su nữa nè, nhìn cái tem nữa sáng giới luôn, thấy không? Đó. Rồi. Con này còn bóng đèn luôn nha anh em. Thấy không? Còn bóng đèn không? Cái nút on là nút mở nha, nút ép là nút tắt nha. Đó, bấm nút on nè. Nó bóng đèn là tại sao nó còn, là tại vì em thay pin vô ha anh em, chứ không phải là pin của nó mà còn đâu ha. Thì cái tem này em có tem, cái tem nè. Đây em có tem bảo hành ha anh em. Đây là cái tên, cái số điện thoại đồ đàng hoàng ha anh em. Thì khi nào anh em mua về cái nào à, em bảo hành em sẽ ghi cái tem, em sẽ dán cái tem này vô. Dán cái tem này vô xong em sẽ ghi ngày ha. Rồi em sẽ dán miếng băng keo một lớp nữa để dành cho anh em sợ xài lâu ngày nó phai ha. Thì lúc đó khi nào mà khi mà nó mất tem hoặc nó bể tem hay là cái gì đó thì anh em kêu em bảo hành em không bảo hành cho đâu ha. Còn nó còn nguyên vậy là tại vì em có dán thêm một miếng băng keo trong nằm trên nữa. Nó anh em không thể nào anh em làm xúc được, mà trừ khi là anh em cạo ra nó mới xúc thôi. Thì anh em cạo ra rồi mà anh em kêu em bảo hành em không có bảo hành cho đâu ha. Nó vậy. Thì con này cũng full chức năng ha anh em. Thì con này nói gì nữa nó mới cáo. Mới cáo full chức năng là chuyện bình thường thôi. Đây. Em có vệ sinh máy rồi, em để mới bò nhớt thay vô mới trơn ha anh em. Đó, nhưng mà cái đầu này em không có đánh nha, em để nguyên nha. Mà anh em nhìn cái đầu chỗ nào nó xét nha. Chỗ nào nó mới anh em nhìn nó mới cáo. Thì anh em mua con này về cũng không lầm luôn nha anh em. Em bảo đảm với anh em không lầm. Đó, búa nó khó điều nha anh em. Đó. Rồi có đèn luôn, mở đèn lên. Đó. Anh em mua ít thấy con này, con nào mà sống có đèn lắm đúng không? Hơi bị hiếm luôn á. Cái con có đèn là cái máy nó quá đẹp nên nó có đèn rồi anh em. Nhưng mà cục pin hơi cũ nha anh em, vỏ pin hơi cũ nha, tại vì cái vỏ pin không phải của nó chỉ có thân máy thôi, không có vỏ pin. Em sẽ đút cái vỏ pin bên nhà của em để vô ha, pin nhà của em để vô. Rồi rồi con này 400 luôn nha anh em. Thân máy vỏ pin 400 nha anh em. Rồi thì con này là cũng gần cuối rồi anh em, cho nên anh em thương em cho em xin một like, một đăng ký nha anh em. Anh em đã xem hết tới đây thì anh em tiết chi ngược like với em, anh em chỉ cần bấm một like khi mà video em đăng lên nó sẽ nhanh tới với anh em. Khi anh em cần máy mua, anh em cần mua máy đẹp hoặc là cần mua cái máy vừa ý thì nó sẽ video nó sẽ đăng nhanh hơn để cho anh em xem ha. Anh em xem trước hơn người ta thì anh em sẽ nhận được những cái máy mà mình vừa ý mình thích nhất ha. Thì con này là con số 11. Số 11 400 nha anh em, con Hitachi 12V ha. 400k. Rồi. Thì cái cuối cùng của em á là em không còn gì, em chỉ còn có hai cái mỏ lết. Đó. Hai cái mỏ lết này á là hai cái mỏ lết này là chưa xài nha anh em. Mỏ lết này có xài 1-2 lần nè. Đó, mỏ lết này chưa xài luôn nè. Anh em nhìn găng nó mà anh em biết chưa xài chứ không phải là cái gì. Tại vì cái găng nó còn nguyên à. Nếu mà mình xài là tất nhiên nó phải móp móp ha. Găng này chưa xài luôn ha, hai con. Thì con này á, con lớn em còn đo được bao nhiêu tắc ha. Thì em sẽ dặn xuống hết xác miệng nó luôn ha. Đó, chứ không phải là dặn hết ra ngoài dài để mà đo cho anh em ha. Đó, giờ cứng nè. Đó, giờ cứng đo. Đây, con này là nó 2.4 nha anh em. Anh em thấy không? 2.4. Đó. Thì cái chiều mở của nó là ra băng anh em thấy không? Anh em thấy chữ ra băng không? Nó sẽ định đợi xíu em nét cái nha. Rồi, chữ ra băng đó ha. Thì con này là nó mở hình như là được 25 ha anh em. Nó 2.5. Cái chiều họng của nó mở được 2.5, có thể hơn nha. Anh em kéo xuống ha. Kéo xuống hết dưới này là có thể hơn nha anh em. Tại vì nó hơn là hơn chỗ nào anh em đo từ đây. Ha, anh em xuống đây là thấy 4 phần phải không? Nó vậy thôi. Tại vì mình trừ cái khoảng khoảng này rồi là nó còn 4 phần thấy không? Mà tất nhiên là anh em sẽ kéo được 4 phần. Đó, này con này. Và con này là 19 ha anh em. Đây 19 ha. Thì con này là nó mở được 20 ha anh em. 20 cm ha. Thì con này cũng hãng ra băng luôn ha anh em. Hai con này nhật hết.
nói chung là đồ bãi mà ít khi em bán đồ tàu, mấy cái đồ quỷ này bán đồ tàu lắm, không bán đồ tàu đâu. Đây đồ tàu em cũng không có lụm đâu, nói chung là vậy. Thì hai con này thì em sẽ thanh lý luôn ha, hai con 150 nha anh em, hai con 150 luôn, em bán thanh lý. Là trước em bán con này là 150 đó, nhưng mà em bán hai con rồi. Thì con số 11 ha, số 11 150 thanh lý hết anh em ơi, tết nhất rồi, thanh lý sạch sẽ hết. Thì video em chỉ còn là hai con này là con cuối cùng ha. À, em còn hai cái cục sạc nữa, quên, xin lỗi anh em. Đây hai cục sạc Hitachi, có lộn một cục sạc Hitachi, một cục Makita ha. Thì em bao cho anh em là hai con này khi nào mà điện em chưa ghim, cho nên à, đây em ghim điện luôn, tại vì điện xa quá nên em hơi khó ghim với em đấy nha. Rồi con này là con sạc của Makita ha. Đây sạc của Makita, đây em sẽ đúc pin này vô luôn ha, pin 14V ha, pin 14V ha. Cái cục sạc này nó hơi kêu ha, cái kêu cánh quạt thôi chứ nó không phải kêu gì ha. Khi mà cái cục pin này nè mình ghim vô nó sẽ lúc chạy lúc không, lúc chạy lúc không, chút xíu nó mới sạc ha. Nó cái loại nó là vậy, cái loại sạc này nó vậy anh em. Có nhiều loại cục khác nó khác hơn là ghim vô là sạc luôn, còn cái này là nó sẽ nhấp hai lần hoặc là ba lần vậy đó, nó sẽ sạc cho anh em suốt luôn ha. Còn nếu mà nhấp trong hai ba lần nó không được á thì tất nhiên là nó sẽ không sạc cho anh em, là nó khi nó báo lỗi liền, nó báo lỗi là đèn này nè nó đậu chớp đèn xanh đèn đỏ, đèn xanh đèn đỏ chớp hoài vậy đó nè, rồi chớp nó kêu tít nó ha. Rồi em có cục pin này nhận sạc riêng luôn ha, anh em cần mua thì cứ liên hệ cho em. Pin này pin pin lithium là 3 chấm ha anh em, đó cục này 350 nha anh em, nhận sạc riêng luôn rồi, sẵn em bán sạc em thử pin cho anh em xem luôn á. Thì cục pin là 350 ha, anh em cần liên hệ cho em ha. Chứ em bán cục 6A rồi thì mấy anh cũng thấy ok mà có điện cho em mà ha. Rồi bây giờ đây đó, à, để sạc ha. Rồi bây giờ em để sạc để cho chứng minh một điều là sạc em không bị gì vấn đề gì hết, với lại pin em mặc đồ là ok ha. Thì em bán cục pin 350, cái cục sạc 250, có anh em mua hai cái thì 2 550 thôi nha. Em khỏi ghi số ha anh em, thì anh em cứ nói sạc thì em biết ha, sạc Makita đó. Đây này đầy chứ không phải lỗi nha anh em, đầy chứ không phải lỗi nha, lỗi là nó sẽ chớp đèn xanh đèn đỏ, đèn xanh đèn đỏ ha. Rồi giờ em lấy ra, rồi cái cục sạc 250, cục pin 350 nha. Rồi pin này pin 3 chấm ha, đây pin 3 chấm không đó, 14 pin 3 chấm. Thì anh em nào sử dụng nhiều thì nhìn cái biết pin nói 3 chấm thì anh em biết nhiều rồi ha, còn anh em nào mà không biết thì cứ liên hệ với em thì em nói cho nghe ha. Thì cục pin này, cái cục sạc này cũng để lâu rồi nè, đây cục sạc này, thì cái cục sạc này em không có thử được, không có pin thử cho anh em xem ha. Ghim điện là sống nó đàng hoàng ha anh em, đó sống thì sạc đàng hoàng chứ không phải ghim điện ấy. Nó cục sạc nó còn sống thì nó mới chớp vậy đó ha nè, chứ không phải là khơi khơi ha. Rồi cục này là 350 luôn ha nè, cục sạc của Makita thì 250 nhưng cái cục này là phải 350 vậy thôi. Rồi anh em muốn test cái gì đó thì anh em sợ anh em muốn test gì đó em cứ alo em qua Zalo quay trực tiếp ha, thì em sẽ test cho anh em xem ha. Thì bây giờ là con giờ là em ghi số đi cho dễ nhớ để anh em nói số ha. Bây giờ là đâu rồi, thì con số 10 giờ là tới con số 11 rồi nè, tới con số 12 nha. Thì con số 12 là cái cục sạc của Makita 250.000, số 12 250 nha. Rồi 250.000 ha anh em, số 12. Giờ tới số 13 là cục pin ha anh em, pin Makita 12 tới 13. 13 là 350 nha anh em. 350 nhận sạc riêng nha anh em, có báo đèn là đàng hoàng nha. Nó đầy là báo đèn đàng hoàng ha, nó thấy không? Cục pin này á là cái kẽm nó dày quá, nó ưa bị xúc, như đợt trước em đã nói là nó ưa bị xúc, em sẽ đóng kẽm lại hết nha anh em. Nhưng pin zin rồi còn nguyên, em sẽ đóng kẽm lại để cho khi mà vận chuyển nó sẽ an toàn hơn. Cái kẽm của nó dày cho nên nó giặt chút xíu rồi nó sẽ gãy cái chỗ mối hàng ha. Em sẽ đóng kẽm dẻo lại ha. Nó kẽm dẻo rồi nó không xúc nữa. Đó, vậy thôi. Rồi cái này là con số 14 ha anh em, con số 14.
số 14 là cục sạc của Hitachi, sạc 14V nha anh em. Mấy ở đây cục sạc này là nó 7.5A nha anh em, sạc nhanh đó, sạc này sạc nhanh đó, 350. Tại vì nếu mà cục sạc mát của nó luôn á là khoảng cỡ 9A là cục sạc đó là nó hơi bị mát đó. Cục sạc này 7.5 là nói chung là anh em xài công trình rồi đi này kia nọ sạc rồi nó lành rồi, sạc nhanh rồi, nói chung là vậy. Thì con này cục này á, thì nó hơi bị ấy này xíu. Em nghĩ nếu mà sạc thì nó không quan trọng gì bề ngoài, anh em ăn thua mấy thôi, chứ bề cái cục sạc thì không ăn quan trọng là đồ bề ngoài đâu ha, với lại dính nước sơn này chút. Rồi cho anh em coi sơ cái nữa ha, coi coi đây nước sơn nha anh em, nó anh em về là ấy ra hết nha. Cái này mã D của nó là cái gì, mắt in á, rồi em không nhìn thấy chữ luôn, cái chữ nó hơi ấy ấy xíu ha. Ở cục sạc này thì không quan trọng, cục sạc bãi mà sống rẻ gì thì thôi chứ. Rồi thì con số 14 này là con số cuối cùng của em nha. Thì em kết thúc video tại đây, em có cần thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0366093247 ha, Zalo em cũng xài số đó ha. Thì anh em có nhu cầu Zalo cho em ha, thì chào anh em ha.